tiền bạc và danh vọng thì em nghĩ là ai cũng cần. Vung tay quá chán thì chưa bao giờ. Chưa bao giờ luôn. Thế nhưng mà cũng vung tay đến chán. Xít đến thôi đó. Xít đến thôi. Thì đừng nên quá ham kiếm tiền khi mà còn quá trẻ. Để đạt được cái tự do trong tương lai thì mình cũng phải hơi mất tự do ở thời điểm hiện tại một chút. Chu Lê Vi Anh, sinh năm 1998, thuộc thế hệ Gen Z, năng động và tự tin. Cô đã ghi danh mình vào rất nhiều cuộc thi thể thao cũng như các cuộc thi nhan sắc. Vi Anh bắt đầu theo đuổi bộ môn dance sport từ rất sớm và kỷ luật là điều luôn được đề cao trong thể thao. Liệu những bài học về kỷ luật ngay từ khi còn bé có giúp cô trong việc quản lý chi tiêu sau này? Xin chào chú Lê Vi Anh, chào mừng bạn tới với Smart Money. Có lẽ là tôi sẽ gọi ngắn là Vi Anh cho nó thân thiện và dễ hơn nhỉ. Chào anh biên tập viên Hữu Chí và chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Smart Money. Bạn đã từng xem Smart Money chưa nhỉ? Em đã từng xem Smart Money rất nhiều để có thêm những cái tích lũy thêm cái kiến thức cũng như là cái xem được cái kinh nghiệm của mọi người thông qua cái chương trình này và em cảm thấy là rất là bổ ích. Trước khi đến bạn đến với chương trình này thì tôi cũng đã phải dạo quanh một vòng trên mạng để tìm một số thông tin về bạn và có một vài thông tin mà tôi đã tìm hiểu được hơn 100 huy chương thể thao cấp quốc gia và rất là nhiều những cái danh hiệu trong những cái cuộc thi sắc đẹp. Có lẽ là tôi sẽ cho bạn khoảng chắc là một phút đi nha. Một phút thì chắc hơi lâu, 30 giây thôi để bạn kể một vài danh hiệu của mình. Em không nhớ đâu. Bây giờ back lùi lại một tí đi nhá. Năm vừa rồi, năm 2022 thì em thi một lúc hai cuộc thi Hoa hậu. Đó là Miss Grand được top 10 và Miss Guinness thì được top 5 và ngoài ra được Best Talent. Lùi lại 2015 thì em là top 8 của So You Think You Can Dance. Mùa thứ 3, 2008 đến 2015 thì là quá trình đấy em là vận động viên khiêu vũ thể thao chuyên nghiệp và em đã có một số các cái giải thưởng của các câu lạc bộ toàn quốc này, khiêu vũ vô địch khiêu vũ thể thao quốc gia. Ôi, nhiều quá không nhớ được. Và ngoài ra nữa em còn có hai huy chương vàng bơi lội nữa. Điều gì đã làm cho một cái người mà gọi là yêu thể thao rồi có những cái huy chương về thể thao chuyển hướng sang những cái cuộc thi về nhan sắc nhỉ? Thực ra là lần đầu tiên khi mà em bước tới cái lựa chọn là tham gia một cuộc thi nhan sắc, nó lại là một cái cuộc thi là tên là Hoa hậu thể thao. Nghĩa là nó có sự kết hợp giữa thể thao với sắc đẹp. Và mình cũng là một người mà là rất yêu thích những chương trình về Beauty Queen. Thế nên là đấy cũng là một cái cơ hội. Mình cảm thấy là mình có thể cơ hội để có thể chinh chiến và thử sức mình ở trong cái cuộc thi đấy. Và sau khi mà thi Miss Fitness xong thì em cảm thấy là mình đã học được rất là nhiều thứ, mình đã trau dồi được rất nhiều kinh nghiệm từ các cái cuộc thi hoa hậu như thế này. Nên là ngay sau một tháng sau đó thì em lại quyết định thi Miss Grand. Có một cái câu hỏi mà tôi luôn luôn hỏi những vị khách mời khi mà đến với Smart Money, tại vì nó liên quan tới tiền. Thì câu hỏi này không biết là có hơi thừa hay không nha. Bạn có phải là một cái người thích tiền không nhỉ? Em là đúng là một người thích tiền. Mà chỉ thích thôi, chưa dám nói đến yêu. Tại vì thường yêu thì dễ bị mù quáng lắm. Nên là chỉ thích thôi. Thích và yêu thì nó sẽ có khoảng cách như thế nào? Tiền nó cũng thỉnh thoảng là giống người yêu mình vậy. Đôi lúc mình thích này, đôi lúc mình giận buồn vu vơ. Nhiều lúc mà vì tiền mà nhiều đêm mà nằm thao thức. Đúng rồi. Tiền thì nó có hai khía cạnh là bây giờ kiếm tiền và tiêu tiền. Thì bạn nghĩ là bạn giỏi ở cái khía cạnh nào hơn? Trước đây ấy, thì là em là một người tiêu tiền giỏi. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì đã học cách để quản lý tài chính cá nhân. Thì bây giờ mình đã cân bằng được cái việc tiêu tiền và việc kiếm tiền rồi. Tôi thấy là bạn có khá là nhiều nghề, biên đạo, vũ công, rồi tham gia những cái cuộc thi nhan sắc, rồi làm MC, làm giám khảo nhiều chương trình. Cái công việc nào là cái công việc chính mà mang lại cho bạn phần lớn cái nguồn thu nhập của mình? Cái công việc chính mang lại cho Vi Anh nhiều thu nhập nhất thì đó là đến vào việc biên đạo. Và ngoài ra thì MC là một cái mà đam mê mà mới đây thôi, cách đây khoảng 2-3 năm thôi. Thì Vi Anh muốn thử sức và có tham gia các lớp học trải nghiệm và từ đấy là mình đã tích lũy được thêm một vài kiến thức và mình cũng có cơ hội được đi dẫn chương trình ở các sự kiện và cũng như là ở đài truyền hình. Liệu rằng cái việc
đi thi những cái cuộc thi về sắc đẹp, nó có phải là một cái cách để kiếm tiền không? Thực ra là nếu mà đi thi mà đạt được danh hiệu thì chúng ta sẽ có phần thưởng. Thì đương nhiên là đi thi hoa hậu là sẽ kiếm được tiền rồi. Tuy nhiên thì đối với cả em thì em nghĩ rằng là đi thi hoa hậu với em là một dạng đầu tư. Và từ đó thì em học hỏi được rất là nhiều điều, có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm. Và từ đó thì nó sẽ giúp em rất nhiều trong cái công việc, trong tương lai. Và nó cũng là một cách để giúp cho mình gia tăng thêm thu nhập. Thì cũng có thể nói là đi thi hoa hậu là một cái cơ hội để chúng ta có thể làm được nhiều những cái công việc khác có thu nhập cao hơn. Bạn vừa bảo rằng là đi thi sắc đẹp cũng là một cái dạng đầu tư, mà đầu tư thì chúng ta phải có vốn. Cái việc mà cái chi phí để bỏ ra để tham gia vào những cái cuộc thi sắc đẹp như vậy nó có nhiều không? Cái cuộc thi đầu tiên ấy tốn kém rất là nhiều. Tại vì là mình chưa biết là tiêu chi tiêu như thế nào cho hợp lý. Mình không biết là mình nên đầu tư như thế nào cho hợp lý. Và cái khoảng thời gian thi cái cuộc thi đầu tiên là kéo dài 6 tháng. Em phải ở trong Sài Gòn và nó tốn của em khoảng 200 triệu. Thế nhưng mà khi mà em thi đến cuộc thi thứ hai thì thời gian cũng ít hơn, chỉ 1 tháng và mình cũng bắt đầu có kinh nghiệm. Và sau cuộc thi đầu tiên thì mình cũng được nhiều người biết đến hơn, nhiều người sẵn sàng tài trợ giúp đỡ mình hơn. Thì ở cuộc thi thứ hai thì đâu đó khoảng 40-50 triệu thôi. Thường người ta hay gắn tiền với người đẹp nói chung và hoa hậu nói riêng. Bạn nghĩ như thế nào? Tiền có thể gắn liền với tất cả mọi thứ. Vì tiền bạc và danh vọng thì em nghĩ là ai cũng cần. Không chỉ ở các người đẹp. Đúng không ạ? Và em nghĩ nó cũng là cái phần thưởng cho mọi sự nỗ lực và cố gắng của cái người đấy. Mọi người hay nghĩ tiền là một cái gì đấy rất là kiểu guilty, tội lỗi. Mọi người hay kiểu gắn mác nó ấy. Nhưng mà thực ra đấy là nhu cầu của tất cả mọi người. Ngoài những cái công việc chính của bạn thì bạn có tham gia đầu tư vào một cái kênh nào đó không? Bây giờ thì em đang bắt đầu mới tập xây những cái gạch đầu tiên trong cái mảng đầu tư tài chính thôi. Còn cách đây khoảng 3 hay 4 năm về trước ấy, là hồi mà em học đại học năm thứ 3 là em không có một cái khái niệm gì về tài chính luôn. Và lúc đấy thì em có một cái khoản vốn. Mình lúc đấy mình cũng rất là muốn là làm giàu đó. Và mình nghĩ có một cái suy nghĩ sai lệch là muốn làm giàu thì phải đầu tư đó, mà mình lại không có cái tìm hiểu về đầu tư nó là cái gì. Và mình đi theo cái những lời mời gọi rồi theo phong trào, và cuối cùng thì mọi người biết là kết quả nó như thế nào rồi đấy. Và nói chung là cái này em còn chưa kể với mẹ nhé. Em còn chưa kể với mẹ. Thế khi mà chương trình này phát sóng thì bạn hãy gửi cái đường link của cái chương trình này cho mẹ của mình. Số vốn lúc đó thì nó có nhiều không? Và nó đến từ đâu? Từ hồi cấp 1, cấp 2 là em đi làm rồi. Wow. Cấp 1, cấp 2 á? À, đi biểu diễn. Đi biểu diễn. Cấp 3 là em bắt đầu đi diễn vũ đoàn chuyên nghiệp rồi. Nhưng mà khoảng thời gian đi học thì em tiền em sẽ gửi cho mẹ quản lý. Đến năm thứ 2 đại học thì em đã được phép gọi là tự chủ tài chính đấy, tự quản lý tài chính của mình. Bố mẹ em đi sang nước ngoài luôn và em tự chủ. Thì đấy, lúc đấy khi mà mình được tự cầm cái tiền của mình, lúc đấy mình rất là ham muốn làm giàu. Và đến năm thứ 3 là bắt đầu là em thử đầu tư và thất bại. Vy Anh là Gen Z à? Gen Z. Người ta hay bảo Gen Z bây giờ gọi là chi tiêu theo cảm xúc ấy. Có nghĩa là không cần biết đến ngày mai, tôi phải sống vì hôm nay trước đã và tôi phải thỏa mãn cái cảm xúc bản thân của tôi trước đã. Bạn có phải là một cái người như vậy không? Ở mỗi cái thời đại thì giới trẻ có cái cách thể hiện bản thân khác nhau. Và ở cái thời đại Gen Z của bọn em thì có cái cách thể hiện bản thân nó mạnh mẽ hơn, cá tính hơn. Thế nên là em phải khẳng định là Gen Z bây giờ có rất nhiều bạn kiếm tiền rất là giỏi. Đấy, thế nhưng mà về mặt tiêu tiền thì bây giờ cái thời đại công nghệ, mọi thứ nó rất là dễ dàng. Mình chỉ cần cầm cái điện thoại thôi, mình có thể đi chợ rồi mua thực phẩm, đồ ăn, thức uống. Đó, thế nên là, và rất nhiều quảng cáo nữa. Thế nên em nghĩ là nó cũng dễ dàng. Nhiều cám dỗ. Nhiều cám dỗ, dễ bị chi phối cảm xúc. Và bản thân em thì cũng là một người gọi là đam mê mua sắm. Shopaholic. Ngày trước mà khi mà em không biết đến quản lý tài chính cá nhân ấy, là em gửi cho mẹ hết phần thu nhập của em và có một chút gọi là quỹ đen ấy, là em tiêu hết
để tiêu hết luôn. Đó. Cũng may đã gửi cho mẹ rồi thứ đó. Còn bây giờ thì là gọi là tự chủ thì bắt đầu mình có cái ý thức hơn. Ví dụ nhá, là có một cách để cho em gọi là bớt cái cơn nghiện mua sắm đấy là em vào trong cái app mua hàng. Cái món gì em cũng thích mua đúng không? Em ấn hết vào giỏ hàng. Nhưng em không mua luôn, em đợi đến 3-4 ngày sau. Bắt đầu cái cơn thích nó bắt đầu giảm xuống. Thì khi mà mình nhìn ấy, mình sẽ thấy lạnh nhạt về nó, rồi mình sẽ nhẹ nhàng mình xóa nó đi. Cái đó là thời điểm hiện tại đúng không? Nhưng mà trước đó đã bao giờ mà bạn đã từng gọi là vung tay quá trán chưa? Vung tay quá chán thì chưa bao giờ. Chưa bao giờ luôn. Thế nhưng mà cũng vung tay đến chán. Vung tay đến chán là chưa quá đúng không? Xích đến thôi, đó, kiểu đó. Sau đại dịch Covid-19, người ta thấy đặc biệt là trong 1-2 năm trở lại đây thì người ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới cái câu chuyện quản lý tài chính cá nhân. Rồi người ta bắt đầu nhắc tới những cái cụm từ như là tự chủ tài chính và thậm chí là tự do tài chính. Có cái mối quan tâm tới nó hay không? Đương nhiên là nếu mà ai mà theo dõi Smart Money hay là những cái chương trình về tài chính của VTV thì mọi người sẽ rất là hay nghe đến cái cụm từ tự do tài chính rồi. Bản thân em cũng là một người rất quan tâm đến cái đấy. Và em nghĩ là em đang trên con đường tự do, đạt được tự do tài chính. Cái đích đến cuối cùng của em ấy, đó là được quyền tự do chọn làm cái điều mà mình thích ở bất kỳ một cái thời điểm nào. Và nói chung là để đạt được cái tự do trong tương lai thì mình cũng phải hơi mất tự do ở thời điểm hiện tại một chút. Nhưng mà em cảm thấy là ok, mình có thể handle được vì một tương lai tươi đẹp hơn. Trước đây là một vận động viên thể thao đúng không? Và thậm chí là bây giờ em vẫn duy trì cái việc tập luyện của mình thì chắc chắn là một cái người mà kỷ luật rất là tốt. Đúng không? Hay là cũng không đúng lắm? Nói chung là em cũng là một người... Thế nào nhỉ? Nó ăn vào máu rồi ấy anh. Khi mà mình đã làm một cái việc gì đấy, nghĩa là thời điểm mà còn bé thì nó là kỷ luật. Nghĩa là mình không hề muốn làm nhưng mình vẫn phải làm. Đó, và sau một cái thời... Đúng rồi, bị ép buộc. Nhiều lúc mà khóc nhưng mà vẫn phải nhảy. Không ai bắt đâu, nhưng vẫn làm, tại vì bắt buộc. Và khi mà nó thành thói quen rồi thì mình cứ làm. Thế bây giờ mình không nghĩ nó là kỷ luật hay là cái gì nữa. Nó như là một cái thói quen trong cuộc sống của mình rồi. Bị ép nhảy cho nên là đôi khi là đã khóc này. Rồi em đã từng khóc vì những cái chuyện gì nữa? Đã bao giờ khóc vì tiền chưa? Dâm dớm. Nãy giờ chúng ta nói rất là nhiều thứ nhưng mà tôi thấy là toàn là những cái lý thuyết rồi những cái thông tin là nhiều. Có cái câu chuyện nào đó mà nó làm em nhớ liên quan một chút tới tiền bạc mà em có thể chia sẻ với khán giả của Smart Money không? Ở cái thời điểm cách đây khoảng 5-6 năm về trước ấy, thì là cái thời điểm mà em, không phải 5-6 năm đâu, 4 năm về trước. Thời điểm mà em bắt đầu, ở thời điểm mà bắt đầu em vào đi học đại học ấy, em được tự lập, được tự chủ tài chính. Thì đến cái lúc thời điểm đấy là em rất là muốn kiếm tiền, rất là muốn làm giàu. Đó, để có thể gọi là được tự do tài chính này, để có thể lo toan được cho bố mẹ. Đó, thế nên là mình đi làm quẩn quật thôi. Cái việc gì, từ việc mà ít tiền đến việc nhiều tiền làm mình không chê. Và cả học nữa. Từ 6 giờ sáng cho đến 1, 2, 3 giờ. 3 giờ sáng. Mà nhiều khi mà đi đêm mình tự đi lái xe máy xong rồi trời mưa táp vào mặt ấy, mình vừa đi vừa khóc. Vì tủi thân. Đấy, xong rồi cuối cùng là khi mà nhận được cái đồng lương, khi mà làm nhiều thì nhận nhiều, nhưng mà thay vào đấy thì là sức khỏe đi xuống. Em đã có một khoảng thời gian là em tụt tận 6-7 cân. Sau đó là bị các vấn đề về dạ dày, tiêu hóa, thoái hóa cuộc sống, nói chung là rất nhiều vấn đề. Chỉ vì cái việc là mình đã quá chú tâm vào cái việc kiếm tiền. Em nhận ra là đấy là một cái quan điểm rất là sai lầm. Khi mà mình không biết cân bằng tất cả những cái thứ trong cuộc sống. Tiền cũng quan trọng, thế nhưng mà sức khỏe cũng quan trọng. Bạn bè, quan hệ, các mối quan hệ cũng rất là quan trọng. Thì sau này khi mà mình cân bằng được rồi và cũng là học hỏi, tích lũy, level up mình lên, thì mình cũng lựa chọn ra những cái công việc mà nó hiệu quả. Nó cũng là... Tốn ít thời gian hơn. Nó tốn ít thời gian hơn, nhưng mà kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng quan trọng nhất là mình phải học, phải level up thì mình mới được cái như thế. Còn nếu mà mình cứ đi diễn mãi, mình không chịu tập luyện, mình không chịu nâng cao nó lên,
thì phải cũng phải làm quần quật như thế. Thì em nghĩ là đấy cũng là đối với các bạn trẻ thì đừng nên quá ham kiếm tiền khi mà còn quá trẻ. Cái kỹ năng kiếm tiền và cái kỹ năng tiêu tiền, cái nào quan trọng hơn? Kiếm tiền đã khó rồi, nhưng mà tiêu tiền thế nào cho hợp lý nó khó hơn rất là nhiều lần. Cái việc mà em tập luyện hàng ngày rồi tập luyện thể thao nó cũng đòi hỏi cái tinh thần kỷ luật rất là cao, và mình hoàn toàn có thể áp dụng cái tinh thần kỷ luật đó vào trong cái việc quản lý chi tiêu của mình. Thế thì làm như thế nào để mình hình thành được một cái thói quen, một cái tính kỷ luật, thay vì là phải chờ đợi cái cảm hứng hay là chờ đợi cái động lực nó đến? Góp gió thành bão đó. Thì đối với kỷ luật trong tài chính cũng như vậy, mỗi ngày mình cứ lúc nào mình cũng nghĩ về nó và mình cũng kỷ luật một chút thôi, không lúc nào phải gò bó quá là gò bó bản thân. Nói chung là nó đủ để cho mình cảm thấy thoải mái, thế nhưng mà vẫn có được cái sự kỷ luật, thì từng chút một nó sẽ đấy. Khi mà một ngày mình quay trở lại, mình sẽ cảm thấy rất là tự hào về những cái thành quả mà mình đã đạt được. Cảm ơn Vy Anh đã dành thời gian đến với Smart Money ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn những cái phát hiện của bạn về việc là những cái điểm tương đồng giữa việc quản lý tài chính cá nhân cũng như là cái việc tập luyện thể thao của bạn. Và hy vọng là bạn sẽ trong ngắn hạn trước đi, là hết năm nay bạn sẽ đạt được cái mục tiêu là 1 tỷ đồng đầu tiên của mình, và sau đó những cái năm sau thì sẽ hướng tới những cái mục tiêu xa hơn. Cảm ơn các khán giả đã dành thời gian khoảng hơn 20 phút để theo dõi Smart Money, và cũng cảm ơn nhà tài trợ Sunshine đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.